Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do khối không khí lạnh đang suy yếu lệch đông nên mưa rắc ở miền Bắc đang có dấu hiệu giảm dần. Từ ngày hôm nay, miền Bắc bắt đầu có xu hướng tăng nhiệt trở lại. Còn miền Bắc Bộ trời khô ráo hơn. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn vẫn duy trì ở khu vực phía đông Bắc Bộ. Tuy nhiên, nền nhiệt đêm nay có xu hướng tăng nhẹ. Thấp nhất ở khu vực vùng núi phía Bắc tăng lên trên 12 độ. Vùng đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng tăng lên ở mức từ 14 đến 15 độ. Sang đến ngày mai, các tỉnh thành phố phía đông Bắc Bộ chỉ còn có mưa rải rác vào buổi sáng sớm, đến trưa chiều trời khô ráo. Các tỉnh vùng núi và Trung Du trời còn giảm mây hơn nắng nhẹ, nên nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 18 đến 21 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, ngày mai trời không mưa, có nắng, nền nhiệt như tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La hay là Hà Bình sẽ tăng lên mức từ 24 đến 27 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung, khối không khí lạnh yếu đi, thời tiết miền Trung cũng có diễn biến tốt, tăng dần từ Bắc vào Nam. Ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, từ đêm nay mưa cũng giảm nhanh. Đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Dự báo sang đến ngày mai, trời hứng nắng với nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa và mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm. Đến trưa chiều cũng trời hứng nắng nhẹ, nhiệt độ ngày tăng lên ngưỡng từ 22 đến 25 độ. Phần từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng ráo nên mức nhiệt trong ngày tiếp tục ở ngưỡng cao từ 28 đến 33 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục với thời tiết mùa khô ngày nắng sớm và kéo dài cho đến chiều muộn, làm cho nền nhiệt ngày ở hai khu vực này đều tăng cao. Ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều với mức nhiệt cao từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Riêng phía Đông Bắc, vùng ráp danh với đảo Lưu Dông của Philippines còn có lúc có gió mạnh cấp 6. Với khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 và có mưa vài nơi. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có thời tiết tốt.